kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức. Ngày hôm nay sẽ tiếp tục cập nhật từ quý vị những tin tức thời sự nổi bật nhất đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Kính mời quý vị cùng đón xem. Quý vị thân mến, thời gian qua, dư luận đã xôn xao trước nhiều đại án tham nhũng lớn được đưa ra ánh sáng. Công tác phòng chống tham nhũng cũng được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Nhiều lãnh đạo cấp cao đã bị xét xử. Tuy nhiên, dù nhận tiền vật phẩm giá trị lớn, nhưng khi đứng trước cơ quan điều tra, nhiều quan tham khai rằng họ không biết rằng hành vi của mình là phạm tội nhận hối lộ mà chỉ nghĩ rằng đơn giản đó là quà cảm ơn dịp lễ tết từ các cá nhân doanh nghiệp qua đó cho thấy mang nhiều biểu hiện quanh co chối tội lợi dụng văn hóa biếu tặng dịp lễ tết của người việt mà biến tướng thành cơ hội tham nhũng mới đây nhất cơ quan điều tra bộ công an vừa công bố kết luận vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng đưa nhận hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Sở Y tế Bắc Ninh, công ty AIC. Trong đó, cơ quan điều tra đề nghị truy tố 4 người về tội nhận hối lộ gồm Nguyễn Nhân Chiến, cựu bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh, Nguyễn Tử Quỳnh, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Nguyễn Hành Trung, cựu tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh và Trần Văn Tuynh, cựu giám đốc Ban quản lý dự án công trình xây dựng y tế tỉnh Bắc Ninh, gọi tắt là ban quản lý sau khi AIC và công ty Sông Hồng chia địa bàn, trúng thầu trong tỉnh Bắc Ninh, cựu bí thư tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến nhiều lần nhận tổng số 13 tỷ đồng từ bà Nguyễn Thị Thanh Ngàn và 1 tỷ đồng từ công ty Sông Hồng. Theo kết luận điều tra, ông Chiến nhận tiền từ bà Nguyễn Thị Thanh Ngàn và công ty Sông Hồng vào nhiều dịp lễ Tết với lý do là quà biếu. Tuy nhiên, những chi tiết được đưa ra trong vụ án đã hé lộ một bức tranh đen tối hơn. Thứ nhất, với số tiền lớn, mức độ thường xuyên và thời điểm trao đổi có liên quan chặt chẽ với việc trúng thầu của các công ty này tại Bắc Ninh. Cụ thể, tổng cộng từ năm 2014 đến năm 2020, bà Nhàn bị cáo buộc 13 lần đưa tiền cho ông Chiến dịp Tết Nguyên đán, Quốc Khánh, May Thống Nhất Đất Nước, tổng 13 tỷ đồng. Trong đó 12 lần tại phòng làm việc ở trụ sở Ủy ban Nhân dân và tỉnh ủy Bắc Ninh, một lần tại nhà riêng. Số tiền mỗi lần từ 500 triệu đến 1-2 tỷ đồng dưới hình thức quà biếu. Thứ hai, việc ông Chiến nhận tiền vào các dịp lễ Tết, đặc biệt là trước những thời điểm quan trọng trong quá trình đấu thầu, khiến cho quà biếu mang ý nghĩa vụ lợi rõ ràng. Hơn nữa, hình thức trao đổi tinh vi. Ông Chiến nhận tiền tại văn phòng làm việc, nhà riêng, không có biên lai like chứng từ chứng minh đây là quà biếu thông thường, mà là hành vi cố ý che giấu. Tương tự, ông Nguyễn Tử Quỳnh trong vai trò Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh cũng nhiều lần nhận hối lộ của Nguyễn Thị Thanh Ngàn và công ty Sông Hồng, tổng số 8,1 tỷ đồng. Ông Quỳnh Khai đã chi tiêu cá nhân hết số tiền này. Những chi tiết trên đã khiến dư luận nghi ngờ về tính chất quà biếu của số tiền ông Chiến, ông Quỳnh nhận được. Vậy đâu là danh giới giữa nhận quà biếu, quà cảm ơn và nhận hối lộ? Cần phải khẳng định rằng việc tặng quà là một nét đẹp văn hóa truyền thống, thể hiện lòng biết ơn, lịch sự. Tuy nhiên, khi việc tặng quà trở thành công cụ để tác động đến quyết định của người nhân, nhất là người nắm giữ chức vụ, quyền hạn nhằm mục đích để đạt được lợi ích riêng, hòng trục lợi phi pháp thì hành vi này đã vượt qua ranh giới đạo đức và trở thành hành vi hối lộ. Vụ án cựu bí thư Bắc Ninh đã cho thấy sự nguy hiểm của việc lợi dụng các dịp lễ Tết, lợi dụng nét đẹp văn hóa truyền thống biến tướng dễ dẫn đến hành vi hối lộ, nhận hối lộ vi phạm pháp luật. Hay như cách đây không lâu, cựu thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng trong vụ án chuyến bay giải cứu cho rằng phạm tội vì nhận thức quá giản đơn, không phân biệt được danh giới giữa nhận tiền cảm ơn và nhận hối lộ và chưa bao giờ đòi hỏi giống cách biện hộ phổ biến của nhiều quan chức trước tòa. Tháng 7 năm 2023, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội xét xử tại án chuyến bay giải cứu. Khi nói những lời cuối, 21 cựu cán bộ đều xin lỗi, dành nhiều thời gian phân trần về động cơ khiến vướng lao lý. Điều này đặt ra nhiều vấn đề cần được suy ngẫm. Vai trò của đạo đức trong việc giữ gìn phẩm chất của người cán bộ, công chức là điều cần được đặc biệt chú trọng. Vụ án cho thấy đạo đức là nền tảng của cán bộ, là thước đo phẩm chất, năng lực của người lãnh đạo. Khi đạo đức bị suy thoái, dây dẫn đến những hành vi vi phạm pháp luật, cần có những quy định rõ ràng về việc tặng quà, nhận quà trong các mối quan hệ công vụ. Quy định cần xác định rõ ràng các trường hợp được phép tặng quà, mức giá trị quà tặng, thời điểm tặng quà, cũng như những hành vi tặng quà bị cấm và vi phạm nghiêm trọng những điều đảng viên không được làm có thể nói việc nâng cao nhận thức cho cán bộ công chức về việc tặng quà nhận quà trong công vụ cũng là một nhiệm vụ cấp bách việc giáo dục và tuyên truyền về pháp luật cần được thực hiện thường xuyên để cán bộ công chức hiểu rõ những hậu quả nghiêm trọng khi lợi dụng việc tặng quà để trục lợi tăng cường công tác thanh tra giám sát về việc tặng quà nhận quà trong công vụ cũng là một biện pháp cần thiết các cơ quan chức năng cần tăng cường công tác thanh tra giám sát để phát hiện và xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm pháp luật. Đáng nhẹ ra, những bị cáo trên đó là những người có chức vụ, quyền hạn, họ phải thông tường pháp luật, là những đảng viên được giáo dục, rèn luyện trong môi trường kỷ cương của đảng. Vậy tại sao họ không phân biệt được giữa quà biếu hay quà cảm ơn và nhận hối lộ? Hay khi không còn làm lãnh đạo, trong vai trò một bị cáo bình thường, họ coi như không nhận thức được hành vi của mình để hòng chối tội trước những bản án nghiêm minh và những lời như không bao giờ đòi hỏi hoặc không nhận thức đầy đủ về quả tặng chỉ là lời bao biện cho hành vi tham nhũng và liệu còn nhiều cán bộ không phân biệt được giữa quà biếu và nhận hối lộ để rơi vào vòng lao lý nữa hay không điểm mặt những bị cáo thoát án tử hình sau khi nộp tiền khắc phục hậu quả Vâng thưa quý vị, vụ án chuyến bay giải cứu chỉ là một trong số những vụ án tham nhũng có quy mô lớn nhất cả nước, khi mà các bị cáo chỉ cần nộp tiền khắc phục hậu quả là có thể thoát án tử. Những nhân vật đó là ai, xin cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây. Nhân vật từng gây chú ý trong việc bồi thường khắc phục hậu quả là cựu phó tổng cục trưởng Tổng cục tình báo Bộ Công an Nguyễn Duy Linh bị đưa ra xét xử về tội nhận hối lộ. Theo đó, ông Nguyễn Duy Linh bị cơ quan điều tra cáo buộc nhận tiền tỷ từ Phan Văn Anh Vũ, bị đề nghị truy tố ở khung hình phạt cao nhất về tội nhận hối lộ với mức 20 năm tù, trung thân hoặc tử hình, theo khoản 4 điều 354 Bộ luật hình sự năm 2015. Tại phiên tòa ngày 6 tháng 11 năm 2021, bị cáo Linh xin cùng gia đình nộp lại số tiền 5 tỷ đồng đã nhận hối lộ. Trên cơ sở đó, đại diện viện kiểm sát đã đề nghị hội đồng xét xử ghi nhận sự thành khẩn, tự giác nộp lại khoản tiền bất hợp pháp cho bị cáo được hưởng khoan hồng của pháp luật nhận bức án ở dưới khung hình phạt. Cuối phiên xét xử, tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Duy Linh 14 năm tù về tội nhận hối lộ. Một trường hợp khác là cựu tổng giám đốc Ocean Bank Nguyễn Xuân Sơn, vào chiều ngày 4 tháng 5 năm 2018, hội đồng xét xử phúc thẩm tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã ra phán quyết tuyên phạt y án tử hình với bị cáo Nguyễn Xuân Sơn. Nhưng sau đó, nhiều người bất ngờ khi luật sư của bị cáo Nguyễn Xuân Sơn tiết lộ thông tin một doanh nhân sẵn sàng cho vay 32 tỷ đồng để cứu bị cáo Sơn khỏi án tử hình về hành vi tham ô 49 tỷ đồng. Cụ thể, luật sư này cho biết gia đình bị cáo Nguyễn Xuân Sơn sẽ tự lo 5 tỷ đồng, một doanh nhân là người bạn của bị cáo Sơn sẽ cho vay 32 tỷ đồng để nộp khắc phục hậu quả nhằm giúp bị cáo thoát khỏi mức án tử hình. Thời điểm đó, vợ của bị cáo Sơn cho biết, ngoài doanh nhân trên, còn có một số người bạn khác là bạn của chồng sẵn sàng góp tiền để hỗ trợ gia đình khắc phục hậu quả ghi nhận việc gia đình bạn bè ông sơn cam kết nộp đủ 3 phần tư số tiền bị cáo bị quy kết tham ô tòa phúc thẩm kiến nghị tranh án tòa án nhân dân tối cao xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo sơn từ tử hình xuống trung thần sau khi bị cáo sơn khắc phục hậu quả ít nhất 3 phần tư số tiền sau phiên phúc thẩm gia đình bị cáo sơn đã khắc phục hơn 3 phần tư số tiền vì vậy tranh án tòa án nhân dân tối cao đã có quyết định giảm hình phạt cho cựu tổng giám đốc ocean bank xuống mức án trung thân. Trước đó, bị cáo Dương Trí Dũng, cựu chủ tịch Hội đồng Quản trị Vinalai, cũng được nhiều người nhắc đến về chuyện khắc phục hậu quả. Vào ngày 7 tháng 4 năm 2014, Hội đồng xét xử phiên tòa phúc thẩm tuyên y án tử hình với bị cáo Dương Trí Dũng vì tham ô 10 tỷ đồng, buộc phải bồi thường 110 tỷ đồng. Thế nhưng, tại một cuộc họp báo diễn ra năm 2017, Cục trưởng Cục Thi hành án Dân sự thành phố Hà Nội khi đó là ông Lê Quang Tiến cho biết, ngoài số tiền mà gia đình ông Dương Trí Dũng đã nộp, Cục thi hành án thành phố đã xử lý xong toàn bộ số tài sản mà bản án đã kê biên. Theo bản án, tài sản của ông Dương Chi Dũng được kê biên để đảm bảo thi hành án gồm 1 phần 2 giá trị căn nhà tại phố Nguyên Hồng là tài sản chung của vợ chồng ông Dũng, căn chung cư cao cấp tại dự án Sky City 88 Nguyễn Trí Thành, trừ đi 1 phần 8 giá trị căn nhà là khoản đóng góp của người tỉnh ông Dũng và căn chung cư Pacific trên phố Lý Thường Kiệt. Được biết, ông Dương Chi Dũng đã được giảm án từ tử hình xuống trung thân cũng nhờ khắc phục hậu quả. Kính thưa quý vị, khi đứng trước ranh giới sống còn, con người ta thường run sợ muốn khắc phục hậu quả nhằm vớt vát tội lỗi cũng như giảm nhẹ tội và tránh những hậu quả nghiêm trọng hơn. Điển hình như vụ án Vạn Thịnh Phát với chủ mưu là bà Trương Mỹ Lan sau khi bị tòa tuyên án tử hình. Bà Lan đã xin khắc phục hậu quả cho 35.824 nạn nhân và sắp tới đây Tòa án Nhân dân TP.HCM sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2. Trước khi diễn ra phiên tòa xét xử vụ vạn thịnh phát giai đoạn 2, vấn đề được nhiều người quan tâm là quyền lợi chính đáng của hàng chục nghìn người bị hại sẽ được giải quyết như thế nào khi bị cáo Trương Mỹ Lan đã bị tiên hình phạt cao nhất trước số lượng nạn nhân lớn như vậy và số tiền khắc phục hậu quả khổng lồ thì lâu rằng bà Lan sẽ khắc phục hậu quả cho 35.824 nạn nhân như thế nào và tiền bà Lan lấy ở đâu để khắc phục thì chúng ta cùng tìm hiểu thông tin đó ngay sau đây. Theo tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, sắp tới đây sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2. Đây là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến việc phát hành trái phiếu xảy ra tại công ty tập đoàn đầu tư An Đông, công ty cổ phần đầu tư và phát triển Sunny World, công ty cổ phần đầu tư Quang Thuận, công ty cổ phần dịch vụ thương mại Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị có liên quan. Trong vụ án này, chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan bị truy tố về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Kết quả điều tra cho thấy, bà Trương Mỹ Lan là người đưa ra chủ trương phát hành trái phiếu của công ty thuộc tập đoàn Vạn Tình Phát và chỉ đạo cấp dưới phát hành trái phiếu doanh nghiệp tại các công ty nêu trên không đúng quy định của pháp luật để chiếm đoạt số tiền hơn 30.000 tỷ đồng của 35.824 người bị hại. Bị cáo Lan xin chịu trách nhiệm về sai phạm của mình và chịu trách nhiệm trả nợ trái phiếu cho các trái chủ bằng hình thức sử dụng toàn bộ tiền, tài sản mà Bài Lan đã bị kê biên, phong tỏa, ngăn chặn, thu giữ và toàn bộ các khoản tiền, tài sản mà tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên các cá nhân, tổ chức phải trả lại hoặc bồi thường cho bà Lan để ưu tiên thanh toán nợ và lãi trái phiếu cho các trái chủ. Bên cạnh đó, bà Lan cũng mong muốn các cá nhân, tổ chức có liên quan đến việc sử dụng tiền huy động, trái phiếu phải cùng có trách nhiệm với bị cáo để đảm bảo việc trả hết tiền cho người dân nếu như giai đoạn một của vụ án bà Lan bị cho là không thành khẩn khai báo thì tại giai đoạn 2 này, bà Lan được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đánh giá là có chuyển biến về nhận thức và ý thức về pháp luật, ăn năn hối cải, chủ động khắc phục một phần hậu quả, bồi thường thiệt hại cho trái chủ. Vậy liệu rằng việc bồi thường của bà Lan có tính khả thi hay không? Việc khắc phục hậu quả, đặc biệt là về tài chính khổng lồ và việc bà Lan thực sự có thể khắc phục quay công phụ thuộc vào nhiều yếu tố bao gồm Thứ nhất, đó là khả năng tài chính hiện tại của bà Trương Mỹ Lan để khắc phục hậu quả hàng chục nghìn nạn nhân và Lan cần phải có số lượng tài sản đáng kể. Vấn đề đặt ra là tài sản mà bà tích lũy từ các hoạt động kinh doanh của mình có thể đủ bồi thường hay không. Nếu tài sản của bà đã bị tịch thu hoặc đóng băng, việc thực hiện khắc phục hậu quả sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Ngoài ra, cần xem xét liệu tài sản của bà có hợp pháp và có thể dùng để khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật hay không. Thứ hai, một phần quan trọng trong câu hỏi này là nguồn tiền của bà Lan khắc phục hậu quả sẽ từ đâu. Nếu bà có tài sản được giữ ở nước ngoài hoặc dưới các dạng khác, việc xác minh và thu hồi tài sản có thể sẽ phải thông qua các thủ tục pháp lý quốc tế phức tạp. Nếu không có đủ tài sản để khắc phục toàn bộ số tiền cùng thất, tòa án có thể sẽ phải xem xét các phương án khác để đảm bảo quyền lợi cho nạn nhân. Thứ ba, đó là tiến trình pháp lý và tiến hành khắc phục hậu quả. Việc khắc phục hậu quả trong các vụ án kinh tế lớn thường phức tạp vì nó liên quan đến việc xác định chính xác số lượng tài sản còn lại và các giao dịch trước đó các cơ quan chức năng và tòa án sẽ phải điều tra kỹ lưỡng để xác định liệu số tiền còn lại có thể bồi thường một cách hợp lý cho nạn nhân hay không. Ngoài ra các quá trình pháp lý liên quan đến việc phong tỏa, thu hồi và phân phối tài sản cũng sẽ đóng vai trò quyết định trong việc khắc phục hậu quả. Thứ tư, với con số nạn nhân lớn như vậy, việc khắc phục hậu quả sẽ khó có thể hoàn toàn bù đắp tất cả những mất mát mà họ đã phải gánh chịu. Thậm chí nếu bà Trương Mỹ Lan có thể cung cấp một phần tài sản để bồi thường. Con số chia nhỏ ra cho từng nạn nhân có thể không đủ để khôi phục lại những tổn thất họ đã chịu đựng. Tuy nhiên, tại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án vạn tình phát giai đoạn 1, bị cáo Trương Mỹ Lan bị Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên bức án trung lạc tử hình về các tội đưa hối lộ, tham ô tài sản và vi phạm quy định về cho vay trong các hoạt động tổ chức tín dụng. Kết luận điều tra và cáo trạng đã chỉ ra rằng có rất nhiều tài sản của bà Lan và có liên quan đến bà Lan bị kê biên, phong tỏa với giá trị quy đổi là hơn 12.000 tỷ đồng. Cơ quan điều tra cũng đã kê biên các bất động sản có giá trị rất lớn của bị cáo Lan và những người liên quan, cũng như phong tỏa ngăn chặn giao dịch số tiền nằm trong tài khoản của các bị cáo và những người khác. Bản án sơ thẩm vụ phản tình pháp giai đoạn 1 cũng buộc nhiều cá nhân tổ chức cũng nghĩa vụ phải nộp lại hoặc hoàn trả cho bị cáo Lan tiền mặt và giá trị tài sản tổng khoảng 21.000 tỷ đồng. Cũng theo bản án sơ thẩm này, các tài sản, khoản tiền mà hội đồng xét xử xác định để khắc phục, đảm bảo nghĩa vụ cho bị cáo Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án là bao gồm vụ án ở giai đoạn 1 và các vụ án của giai đoạn tiếp theo, ưu tiên thi hành án cho các bị hại liên quan đến hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trong việc phát hành trái phiếu. Bên cạnh đó, còn có hàng trăm tỷ đồng được gia đình và Lan cùng tập đoàn Vạn thịnh Phát nộp để khắc phục cho bị cáo. Như vậy, những người bị hại trong vụ án Vạn thịnh Phát giai đoạn 2 hoàn toàn có thể hy vọng vì việc được đền bù thiệt hại và được biết cơ quan tố tùng đã và đang phối hợp chặt chẽ đồng bộ quyết liệt với những cơ quan có thẩm quyền khác để thu hồi triệt đề tài sản của bị cáo nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân vậy những chiêu trò của trương mỹ lan đã lừa đảo và chiếm đoạt số tiền cùng ấy như thế nào và liệu nhà nước có thu hồi được số tiền mà bà lan đã chiếm đoạt hay không vâng Vinh, thưa quý vị một vụ án mà chiếm đoạt tài sản lớn nhất việt nam với số tiền mà khủng nhất từ trước đến nay đó là 1 triệu 066 nghìn tỷ đồng. Tất cả đều bắt đầu từ một người duy nhất với cái tên đình đám đó là Trương Thị Mỹ Lan của tập đoàn Vạn Tình Phát. Nếu như chúng ta tính GDP Việt Nam năm 2022 là khoảng 409 tỷ đô thì con số hơn 1 triệu tỷ đồng là gần 44 .000 .000 tỷ đô tức là bằng 10,7% GDP của cả nước chúng bị rút ruột từ một ngân hàng duy nhất nhưng hơn một triệu tỷ đã gấp nhiều lần tổng tài sản một ngân hàng quy mô tầm trung và sấp xỉ những ông lớn của ngân hàng ở Việt Nam. Đồng thời, chưa có vụ án nào mà các cơ quan chức năng kê biên số lượng tài sản mà lớn đến thế. Hàng ngàn bất động sản, 15 triệu đô, gần 600 tỷ đồng, bộ siêu tập xe sang, du thuyền là trong vụ án tham mô tài sản lớn nhất từ trước tới nay ở Việt Nam. Những kẻ này có thể một tay che trời nhờ sự tiếp tay của cả một đoàn thanh tra đáng lẽ ra là phải lôi những con sâu hại nước, hại dân danh sáng. Đây là câu chuyện điên rồ, sự sụp đổ của vạn tình Pháp, một trong những tập đoàn tư nhân lớn nhất Việt Nam. Câu chuyện về cách một người phụ nữ xây dựng cả một gia tộc tài phiệt bằng cách lũng đoạn nền kinh tế. Vậy, làm cách nào mà Trương Thị Mỹ Lan có thể chiếm đoạt được cả số tiền lớn như vậy? số tiền này sẽ đi về đâu và liệu rằng pháp luật Việt Nam có lấy lại được hay không? Ngoài các hành vi đã kết luận thì bà Trương Mỹ Lan và chồng là tỷ phú Hồng Kông, Chu Lập Cơ còn bị các cơ quan điều tra cáo buộc hành vi rửa tiền. Vợ chồng chủ tịch Vạn Thịnh Pháp đã cùng 6 người khác bị khởi tố về tội rửa tiền nhưng được tách ra để điều tra trong giai đoạn 2. Trong 22 người đã bị khởi tố để điều tra trong giai đoạn 2 thì lái xe Bùi Văn Dũng và Trần Thị Hoàng Uyên bị điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Dù sao thì truy được tất cả số tiền là 304.000 tỷ đã được bà Loan chiếm đoạt dùng vào việc gì, chuyển đi đâu. Quả thực là vô cùng khó khăn vì nó quá lớn. Chúng ta cần phải chờ các cơ quan chức năng công bố nhiều thông tin hơn. Dù sao thì cũng mong rằng số tiền đó sẽ sống được thu hồi càng nhiều càng tốt. Có như vậy thì mới phần nào khắc phục được những hậu quả mà bà Lan đã gây ra. Có thể kết luận Vạn Tình Pháp là một tổ chức tội phạm có quy mô cực lớn, hoạt động hết sức manh động nhưng cũng rất tinh vi và xảo quyệt. Trương Mỹ Lan đã móc túi bao nhiêu người dân vô tội, bao nhiêu niềm tin xã hội đã bị lung lay. Vì đã ám vạn tình phát là một ma trận lừa đảo trắng trợn, dựa trên dòng tiền hối lộ khủng khiếp. Những kẻ như Trương Mỹ Lan phải bị trừng trị đích đáng và những thanh tra tha hóa kia cần phải xử lý nghiêm khắc hơn để xã hội không phải gánh chịu một vạn tình phát thứ hai. Câu chuyện chống tham nhũng của Việt Nam vẫn đang thực hiện rất mạnh và rất triệt đề và kết quả thực khiến cho dư luận không mấy bất ngờ khi con sâu mọt tiếp tục được bắt và phơi bày ra ánh sáng. Mới đây một vụ án liên quan đến công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải và du lịch xuyên Việt Oi đã được cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đưa ra kết luận. Vào Mai Thị Hồng Hạnh, giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng thành viên công ty xuyên Việt Oi đã bị truy tố hàng loạt tội danh vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và đưa hối lộ và vừa tham nhũng số tiền trong quỹ bình ổn xăng dầu với trốn thuế nhà nước tổng thiệt hại lên tới 1.400 tỷ đồng. Chưa hết, phần nhiều trong số tiền này đã bị bà Hạnh sử dụng để hối lộ nhiều quan chức, để những mưu mô thủ đoạn được chót lọt, tránh sự kiểm tra. Hiện mai Thị Hồng Hạnh đã không còn khả năng chi trả hầu hết số tiền biển thủ từ ngân sách. Xuyên Việt Oi, tiền thân là công ty trách nhiệm hữu hạn Xuyên Việt, được cấp giấy chứng nhận kinh doanh lần đầu tháng 5 năm 2005. Năm 2015, bà Mai Thị Hồng Hạnh mua lại cổ phần và đổi tên công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oi Ngành nghề kinh doanh chính là buôn bán xăng dầu và sản phẩm liên quan. Vốn điều lệ lúc đó là 50 tỷ đồng, 6 năm sau tăng lên 3.000 tỷ đồng. Đến năm 2023, Xuyên Việt Oi có 15 chi nhánh, 6 cửa hàng kinh doanh xăng dầu và 9 công ty liên quan. Bà Hạnh nắm 98% và Mai Thị Ngọc Trinh, em ruột của bà Hạnh giữ 2% vốn góp. Nhưng thực tế bà Hạnh là chủ sở hữu duy nhất và có toàn quyền quyết định, định đoạt tài sản, tài chính và mọi hoạt động kinh doanh của công ty. Tháng 8 năm 2016, Sư Việt Oi được Bộ Công Thương cấp giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu thời hạn 5 năm, qua đó trở thành đầu mối kinh doanh mặt hàng này. Tháng 11 năm 2021, doanh nghiệp được cấp lại giấy phép kinh doanh đến năm 2026. Theo quy định, công ty Xuyên Việt Oi phải mở tài khoản quỹ bình ổn xăng dầu tại ngân hàng thương mại và trích tiền trên số lượng doanh thu bán hàng để lập quỹ. Mục đích sử dụng duy nhất của quỹ là bình ổn giá khi giá dầu thế giới có biến động, cần điều chỉnh ở trong nước nhằm bình ổn thị trường pháp luật cấm dùng số tiền này vào mục đích khác cụ thể để cho dễ hiểu quỹ bình ổn xăng dầu được dùng cho giá xăng dầu nguồn nhân liệu quan trọng cho mọi ngành nghề kinh tế được ổn định người dân và doanh nghiệp không phải trả quá cao bất kể giá dầu thế giới có biến động như thế nào khi giá dầu cao quá quỹ sẽ được dùng để bù đắp một phần chi phí tăng thêm giúp giá xăng dầu trong nước không bị tăng quá cao khi giá dầu thế giới bị sụt thấp quỹ sẽ được bổ sung thêm tiền để chuẩn bị cho những biến động trong tương lai đây là quỹ mà các doanh nghiệp bắt buộc trích lập để thực hiện. Không phải vi phạm pháp luật, nhưng do nghĩ rằng nhà nước không kiểm soát xa xa việc này, nên Mai Thị Hồng Hạnh đã chỉ đạo nhân viên không làm theo quy định, mà bàn bạc chỉ đạo Nguyễn Thị Như Phương, người theo dõi tài khoản xuyên Việt ỏi, chuyển tiền từ tài khoản công ty vào tài khoản cá nhân để dùng vào mục đích cá nhân. Vì vậy, quỹ bình ổn giá xăng dầu tại xuyên Việt ỏi có số dư không đúng theo quy định, gây thất thoát tài sản nhà nước. Chưa đủ thỏa mãn lòng tham, Bà hành tiếp tục thực hiện biển thủ một số tiền khác nộp ngân sách nhà nước, đó chính là thuế bảo vệ môi trường. Thuế này là thuế gián thu, thực hiện trên các sản phẩm hàng hóa khi sử dụng, gây tác động xấu đến môi trường, trong đó có hàng hóa là xăng dầu. Người chịu thuế chính là người tiêu dùng mua xăng dầu là chúng ta, nhưng doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu sẽ là người thu hộ để nộp cho ngân sách nhà nước. Số tiền thuế được tính vào giá bán hàng hóa, sử dụng dịch vụ và đã đưa cho người bán hàng khi mua hàng, để người bán hàng thay người mua nộp vào ngân sách nhà nước theo định kỳ hàng tháng. Tuy nhiên, theo kết luận điều tra chỉ ra, từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 7 năm 2022, Sư Việt Đội đã không thực hiện nộp số tiền thuế bảo vệ môi trường theo quy định và hiện đang nợ hơn 1.244 tỷ đồng, chưa tính lãi phạt chậm nộp. Trong quá thời gian kể trên, Sư Việt Đội đã thu hộ nhà nước số tiền này, nhưng Hạch đã không thực hiện và cũng không chỉ đạo nhân viên thực hiện việc nộp tiền vào ngân sách nhà nước. Thực tế, Hạch đã chuyển hơn 12.625 tỷ đồng từ tài khoản của Dương Việt Êo sang các tài khoản cá nhân của Hạnh để sử dụng vào các mục đích cá nhân. Trong đó từ tháng 10 năm 2021 đến ngày 21 tháng 2 năm 2023, Hạnh đã rút hơn 1.937 tỷ đồng. Theo kết luận điều tra, tính đến ngày 20 tháng 9 năm 2023, Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam xác định các công ty của Hạnh đang có dư nợ xấu hơn 6.178 tỷ đồng. Dương Quý Bình ổn giá xăng dầu, Dương Việt Êo cũng đang nợ hơn 219 tỷ đồng. Hiện nay trong 17 tài khoản tại 8 ngân hàng của Hạnh và 19 tài khoản của Xưa Về Đòi, Bộ Công an cho biết chỉ còn hơn 4 tỷ đồng và hơn 244 USD. Nhà chức trách xác định Hạnh không còn khả năng tài chính để chuyển nộp tiền thuế đang nợ. Số tiền bị dịch chuyển ra khỏi tài khoản của Xưa Về Đòi. Hãy dùng để mua bất động sản đứng tên cá nhân, vay vốn ngân hàng, cho bạn bè vay mượn và đặc biệt để đưa hối lộ các quan chức nhà nước để các hành vi phạm pháp được trót lọt, để thực hiện các hành vi nêu trên và Hạnh đã hối lộ hàng chục đến hàng trăm nghìn USD hoặc tật đồng hồ, xe sang tiền tỷ cho nhiều cán bộ, trong đó có cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, cựu Bí Thư Bến Tre Lê Đức Thọ. Riêng cựu Bí Thư tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ đã nhiều lần nhận quà, trong đó có một chiếc đồng hồ nhãn hiệu hạng sang Patel Philip giá gần 10 tỷ đồng, tương đương với một căn biệt thự. Đầu năm 2018, bà Hạnh quen biết ông Lê Đức Thọ khi ông này là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Việt Tinh Bành. Đến ngày 3 tháng 7 năm 2021, ông Thọ được điều động Phân công giữ chức vụ Bí thư tỉnh ủy Bến Tre, nhiệm kỳ 2020 đến năm 2025. Để nâng cao uy tín bản thân, ông Thọ nhiều lần gặp, đề nghị bà Hạnh thành lập chi nhánh và các công ty con của công ty Sư Việt Oi tại tỉnh Bến Tre để nộp thuế, tăng nguồn thu ngân sách cho tỉnh. Ông Thọ hứa tạo điều kiện thuận lợi giúp bà Hạnh thực hiện các dự án bất động sản, cảng biển, du lịch tại tỉnh Bến Tre. Thời điểm tháng 10 năm 2021, theo đề nghị của ông Thọ, bà Hạnh thành lập công ty cổ phần Việt Oi, đăng ký kinh doanh tại tỉnh Bến Tre do bà làm tổng giám đốc. Đồng thời bà Hạnh đề nghị ông Thọ có chính sách ưu đãi, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho công ty cổ phần Việt Oil được vay vốn ngân hàng. Ông Thọ đồng ý và đề nghị bà Hạnh giao dịch vay vốn tại Việt Tin Banh chi nhánh Bến Tre. Ông Thọ nhiều lần gặp, gọi điện cho giám đốc Việt Tin Banh chi nhánh Bến Tre là Nguyễn Thanh Trường, yêu cầu liên hệ với bà Hạnh để tìm hiểu nhu cầu vay vốn của công ty cổ phần Việt Oil, hỗ trợ giải quyết nhanh về hồ sơ thủ tục. Khi biết thông tin Việt Tin Banh chi nhánh Bến Tre dự kiến thu phí 100 triệu đồng với tài khoản số đẹp cấp cho công ty cổ phần Việt đòi. Ông Thọ yêu cầu ông Trường tạo điều kiện mở miễn phí tài khoản cho công ty. Sau đó việc này được chấp thuận. Ngoài ra ông Thọ còn lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm bí thư tỉnh ủy Bến Tre và nguyên chủ tịch hội đồng quản trị Việt Tin Banh để tác động, gây ảnh hưởng đến giám đốc Việt Tin Banh chi nhánh Bến Tre cho công ty bà Hạnh được vay vốn thuận lợi với hạn mức tín dụng 400 tỷ đồng, lãi suất ưu đãi và tỷ lệ tín chấp khoản vay là 40%. Để cảm ơn, đầu năm 2022, Bà hạnh tặng cho ông thọ một bộ vệ golf nhắn hiệu hòn Mà, trị giá 1,1 tỷ đồng và chiếc đồng hồ hiệu Patek Philippe Plus trị giá 421.000 USD. Ngày 28 tháng 3 năm 2022, tại nhà khách tỉnh ủy Bến Tre, bà Hạnh đưa cho ông Lê Đức Thọ 200.000 USD. Tháng 5 năm 2022, bà Hạnh tiếp tục mô tặng ông Thọ chiếc Mercedes-Benz S450 Luxury trị giá hơn 6,6 tỷ đồng. Ngoài ra ông Thọ còn nhiều lần được bà Hạnh gửi tiền qua chúc mừng sinh nhật Chúc mừng ông làm bí thư tỉnh ủy Bến Tre. Cảm ơn đã tư vấn trong việc quản trị hoạt động của công ty xuyên Việt Oi. Vụ việc còn liên quan đến các quan chức cấp cao Bộ Công Thương. Đó là ông Trần Phi Đông, cựu vụ trưởng vụ thị trường trong nước thuộc Bộ Công Thương, và ông Hòa Anh Tuấn, cựu vụ phó. Lò vẫn đang rực cháy, mọi ngóc ngách sâu kín nhất cũng khó có thể thoát tội. Không có vùng cấm và không có ngoại lệ.